Chào các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cái cuộc giao lưu nói chuyện với một cái bạn trẻ, bạn tên là Nguyễn Hữu Thịnh. Và hiện tại bạn là giám đốc một cái công ty Itamco chuyên về xây dựng. Bạn có thể cho mọi người biết là họ tên chính xác của bạn, quê bạn ở đâu và công ty bạn tên gì và nó làm về lĩnh vực gì để cho các bạn biết không? Dạ rồi. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ. Xin chào các bạn, thì mình tên xin tự giới thiệu là mình là tên là Nguyễn Hữu Thịnh. Hiện tại mình đang là giám đốc công ty xây dựng Itamco, chuyên thiết kế và thi công các công trình nhà ở như là biệt thự, nhà phố hay là căn hộ chung cư. Thì công ty của bạn hiện tại trụ sở nằm ở đâu? Dạ, công ty hiện tại em là trụ sở nằm ở quận 3, đường Lý Chính Thắng, tòa nhà An Phú La Gia. Bạn Thịnh thì hiện tại bạn bao nhiêu tuổi và bạn có gia đình chưa? Dạ, em năm nay là được 29 tuổi. Thì em đã có lấy vợ được 2 năm rồi. Có bé chưa? Dạ chưa. Chưa, ok. Dạ. Lo làm ăn quá quên đứa bé đúng không? Dạ. Bạn chia sẻ cho mình chút xíu là cái lĩnh vực xây dựng. Bạn là người tốt nghiệp ngành xây dựng, ngành kiến trúc hay là sao? Dạ đúng rồi, em tốt được ngành quy hoạch kiến trúc. Ngành quy hoạch kiến trúc. Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Quê và gốc bạn là ở đâu? Quê gốc của em, quê gốc là Bắc Ninh. Sinh ra và lớn lên thì ở Đồng Nai. Vậy là bạn cũng là dân tỉnh đi vào Sài Gòn. Dạ. Và lập nghiệp ở Sài Gòn. Bây giờ thì chắc chắn ở Sài Gòn luôn chưa? Dạ chắc chắn là em thân lập nghiệp ở Sài Gòn rồi. Chắc chắn là lập nghiệp ở Sài Gòn rồi. Một cái vấn đề ở đây là những cái người mà là học ngành kiến trúc, đặc biệt là kiến trúc xây dựng nữa, kiến trúc quy hoạch nữa, thì mình thấy là phần lớn là đi vào xin vào cái nhà nước hoặc là một số cái công ty gọi là sống cái cuộc đời làm công đó. Lý do gì mà bạn lại chọn cái con đường làm kinh doanh? Ra mở công ty riêng. Bạn có thể chia sẻ. Thì thực sự là cái việc làm công đối với em á, thì đối với mình á, thì từ năm 2 đại học bắt đầu đã được tiếp nhận được những cái luồng tư tưởng, luồng tư duy về cái cách người làm công làm chủ. Và vô tình mình thích đọc sách lắm. Nên là thường hay mình đọc đọc Cha Giàu Cha Nghèo nè, hay là mình đọc Tư Duy Triệu Phú của anh Khu đấy, rồi mình học được về kiến trúc đồ, thì mình hiểu được, mình hình dung được cái tương lai của cái người làm công. Cái người làm công thì họ không thể nào làm công suốt đời được, không ai có thể làm công suốt cuộc đời được. Và mình nhìn thấy ở những người mà mình có cái thói quen là mình đi nhìn những người đi trước mình, những người dù mình muốn làm lĩnh vực đó thì mình nhìn những người đi trước mình. Thì những người đó họ như thế nào tương lai thì mình sẽ giống, nếu mình đi giống với họ thì mình sẽ giống như họ trong tương lai. Nên mình nhìn những người thân của mình họ đi làm công ăn lương, đến một lúc nào đó họ dừng lại thì họ muốn, họ tới lúc họ có tuổi họ bị ngừng cái công việc làm công thì họ bắt đầu họ lao đao. Họ lao đao là họ không tìm được, họ bị loại thải ra cái cuộc chơi đó, mà họ lại không có cách nào để họ có thể thay đổi được cuộc sống họ. Đó là cái tương lai mà chắc chắn một người ai nếu ai đi làm công lâu năm sẽ bị. Thì em thấy được điều đó nên là em cái lúc mà làm sinh viên em đã nắm cái tư tưởng đó rồi, nên là khi ra ngoài đời em tốt nghiệp ra trường á, thì em đã nung nấu ý định là mình sẽ mở một công ty riêng cho mình. Tuy nhiên thì lúc đấy thì kinh nghiệm chưa có nên em sẽ đi làm công để em học hỏi kinh nghiệm. Đó thì khi làm công trong một vài công ty á, thì bắt đầu em lên la và em muốn được tham gia vào bộ máy về ban quản lý của công ty. Đó, nên em đã trực tiếp đề xuất với cái ban lãnh đạo để mình có thể tham gia được ban lãnh đạo công ty. Thì chắc chắn một điều đó là mình phải làm thật tốt cái công việc của mình mới có cái khả năng để mình đề xuất cái điều đó. Thì sau khi mình tham gia bộ máy lãnh đạo công ty thì mình muốn khát khao một cái gì đó riêng mình, đó là thương hiệu do mình làm ra. Do nên là em đã suy nghĩ công ty và em muốn ra làm một cái gì đó của riêng mình và của thương hiệu của mình và áp dụng những cái mình đã học để mình áp dụng cái doanh nghiệp của mình. Vậy thì cái hành trình mà cái ngày mà bạn ra bạn khởi nghiệp nó có khó khăn không? Và ví dụ như là gia đình có ủng hộ không? Người thân có ủng hộ không? Bạn bè nó có nói mình khùng không? Hoặc là bạn có cần phải có nhiều tiền để bạn mới ra khởi nghiệp được không? Bạn có thể chia sẻ cái chỗ đó để cho các bạn biết. Khó khăn thì thật sự là rất khó khăn. Thật là mọi người rất khó khăn ra khởi nghiệp. Thì mà ra khởi nghiệp thì cái khó khăn nhất đó là cái
cái tự ti của mình á. Mình không, mình nhiều lúc mình không tự tin được thì cái khó nhất là mình phải vượt qua được cái đó, vượt qua được cái tư duy sợ hãi đó để mình đánh tiếp. Thì em may mắn là được người thân ủng hộ, em may mắn được người thân ủng hộ vì bởi vì cái tư duy mà trước em đã mong muốn làm chủ nên em cái tư duy đó khi em nói đi nói lại ở trong gia đình mình á thì gia đình mình đã thấm cái đó nên họ ủng hộ em hoàn toàn. Tức là bạn làm cái công tác tư tưởng trước rồi đúng không? Làm một thứ tiếp. Rồi. Nên là họ ủng hộ em. À, còn cái vấn đề mà vốn á, vốn ban đầu thì thật sự là xác định ban đầu là do làm xây dựng. Và em thật sự cái tính của em rất là cái đồng tiền mà em muốn nó mà nó đi ra ngoài nó phải hiệu quả, thật sự hiệu quả cái đồng tiền bỏ ra. Và đồng tiền nào ra càng ít càng tốt để mình làm hiệu quả nhất để mình bỏ. Còn chứ mình không có thể là mình tung ra một cách dàn trải. Nên là khi em ra khởi nghiệp mà em thấy mà khởi nghiệp không từ tay trắng của thầy, thầy chia sẻ là em rất là tâm đắc. Bởi vì em không đoán đúng gì đấy, bởi vì rất nhiều lần đã nghĩ ra là mình khởi nghiệp mà mình không có gì thì làm sao khởi nghiệp. Thế nên là khi em ra khởi nghiệp bắt đầu em mới thấy hình dung được cái con đường để cắt ra khởi nghiệp mà từ tay trắng. Đó. Từ tay trắng, nói tay trắng thì cũng không phải tay trắng nhưng cũng một số vốn cực kỳ ít. Cực kỳ ít, đúng rồi. Cũng và mình tìm cách làm sao để cái số vốn ít đó nó lớn dần lên. Đúng rồi. À, vậy thì rất là cái khó khăn mình biết, có người thì khó khăn gia đình, khó khăn trong cách vận hành, khó khăn về kiến thức, khó khăn về tư duy. Vậy thì trong quá trình ra khởi nghiệp cho tới giờ, một cái điều mà nuối tiếc có thể là đối với khách hàng, có thể là đối với nhân viên, có thể là đối với cái điều gì đó là bạn nuối tiếc, bây giờ bạn vẫn còn nuối tiếc về cái vấn đề. Nếu từ lúc ra khởi nghiệp đến giờ thì cái mà em nuối tiếc nhất là cái công trình đầu tiên em là cái công trình đó do mình quá ít kinh nghiệm và mình phụ thuộc rất nhiều thứ, rất nhiều đồ thờ và mình quá ít kinh nghiệm nên là cái chất lượng sản phẩm đấy nó không tốt, nó không giống như mình mong muốn để khách hàng. Và thì trong tâm em lúc nào cũng mong muốn đều sản phẩm tốt nhất đến khách hàng và sự khách cho khách hàng, nhưng mà những sản phẩm đó mình gọi là mình không có cách nào để mình giải quyết được. Cái đấy là cái mà em thấy tiếc nuối nhất. Và nhiều lúc, nhiều đêm, nhiều ngủ nghĩ là ước chi giờ mình được làm lại cho cái người đấy một lần nữa. Có thể mình làm riêng cho người đó thôi để họ được cái niềm vui. Đúng rồi. Khi họ đến với mình thì là cái mà em tiếc nuối nhất. Nếu mà cái khách hàng đó mà có dịp xem đoạn video này thì bạn có gửi một cái thông điệp gì đến cho họ? Thì em sẽ nếu mà khách hàng đó mà đọc vô tình xem được cái clip này, em xin thứ nhất là em chúc cho cái người đó cái kinh doanh của họ, thứ tiên là gia đình và kinh doanh của họ phát triển. Thứ hai là cái sản phẩm mà em đã tạo dựng cho họ đấy, thì trước tiên là em xin có một cái gọi là xin lỗi họ, xin lỗi để mình đảm nhận được cái lỗi đấy của mình, thì em hứa với họ là sẽ khắc phục. Và khi mà họ cần bảo hành bảo trì thì mình sẽ phải hỗ trợ hết mình. Rồi, thứ hai đó là em muốn gửi đến họ đó là lời cảm ơn, thật sự là cảm ơn họ, là bởi vì trong cái quá trình làm việc đó, tuy là mình có làm sơ sài, mình có làm sơ ý với họ làm họ, nhưng mà họ rất là vui với mình, họ rất là quý mình, nên là em rất cảm ơn họ, cảm ơn cái người khách hàng đó. Cái người khách hàng đó thật sự là người khách hàng giống như người thầy của mình. Họ cho mình rất là nhiều cái bài học. Đúng rồi, họ làm cho em trưởng thành đúng không? Yeah. Một cái câu chuyện vui, một cái câu chuyện rất là tuyệt vời và nó làm cho bạn rất là hưng phấn để tiếp tục đi cho con đường làm kinh doanh tiếp nữa. Đó là cái câu chuyện gì trong cái con đường làm kinh doanh? Chắc cái công việc mà làm cho em hưng phấn nhất mà là tôi muốn là nghĩ đến nó là em khát khao để được làm, để được chiến đấu á. Đó là vợ em. Bạn có thể kể chút xíu ạ? Thì cái người mà thật sự là em tin tưởng nhất á, là người mà tối ngày mình gặp người đó đó. Mặc dù là có lúc cãi vã nhưng mà thật sự là cái người đó là mình tin tưởng 100%. Và những người đó là họ cho mình cái động lực rất là, vợ mình á, cho mình rất là động lực rất là, gọi là mình không biết nói là sao nữa, nhưng mà nó một cái năng lượng rất là cái, mỗi lần chuyển xuống là mình nói chuyện với vợ và mình lại nâng lên. Hay quá hả?
cụ thể vợ bạn ủng hộ bạn như thế nào mà nó làm cho năng lượng của bạn rất là tuyệt vời vậy? Tại vì hiếm người có được như bạn. Yeah. Phần lớn những gia đình là người vợ phần lớn là làm cho ông chồng đang hơi hừng hực làm việc này đau xuống một cái, còn vợ bạn nó làm những việc gì mà làm cho bạn rất là tuyệt vời? Thì vợ em có được cái là rất hiểu bên các em là hiểu được cách em đi như thế nào. Và họ và vợ em cũng rất mong muốn em làm như vậy. Thì cái đó là vợ em rất là tỉ mỉ. Tỉ mỉ nên là có những cái mà mình đứng ngoài mình không biết, mình làm không biết, những cái người đứng sau mình á, họ nhìn họ rất tỉ mỉ, họ cho mình những cái lời khuyên rất là hay. Đấy là khuyên rất là hay. Và những cách đối nhân xử thế, ngay cả đối nhân với xử thế với người khác, vợ em cũng có những cái rất là hay. Thì trời phú cho vợ em là cái con mắt đó là mắt vợ em nhìn người nào người đấy á. Thì vợ em đoán được tính cách của người đó. Thấy được cái người này có làm ăn được hay không, cách tốt để là mình làm bạn hay không. Và em rất nể cái tính cách đấy của vợ. Tốt. Rất là tuyệt vời, chúc mừng bạn, bạn có người vợ rất là tuyệt vời. Mọi người mà muốn liên hệ với bạn để xây nhà thì họ phải liên hệ với bạn như thế nào? Dạ, nếu mọi người muốn có một cái nhu cầu về xây nhà ở hay là cải tạo lại cái tổ ấm của mình, hay là muốn thiết kế một không gian cho chính mình, cho ngôi nhà mơ ước của mình á, thì liên hệ với em là qua số điện thoại hotline là 0906 954 335, hoặc là các bạn có thể lên Facebook cá nhân gõ kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thịnh, hoặc là các bạn truy cập trang web itamco.com hoặc là thiết kế thi công nhà ở.com. Rất là tuyệt vời. Một cái công ty xây dựng mà các bạn đã làm online rất là tuyệt vời, đầy đủ hết các bộ công cụ trên online. Vậy thì bạn có thể chia sẻ thêm rằng là bạn thấy rằng là khi cái hành trình chúng ta ra làm kinh doanh, làm chủ á, chúng ta có cần phải có kiến thức về kinh doanh không? Chúng ta có cần phải học không? Chúng ta có cần phải mà nhận thêm nhiều kiến thức để chúng ta kịp thay đổi, thích hợp với thời đại không? Chắc chắn là phải có. Bởi vì thật sự là nếu mà mình ra khởi nghiệp mà mình không có một cái kiến thức về kinh doanh, thật sự là mình sẽ đi mòn. Và thật sự có nhiều bạn là học bằng cách là học bằng cách này cách khác, là bằng có thể mình bắt chước cái người đi trước mình á, bắt chước cái người mà họ đã kinh doanh trước để mình học họ. Đấy, còn những bạn nào mà không học mà tự ra làm được thì em chắc chắn một điều là họ không thể nào làm được. Họ không có cái tài nào làm được, họ phải có một cái gọi là cái mà cho họ hiểu được, hình dung được cái cuộc chơi kinh doanh nó như thế. Vậy thì cái lúc mà em ra khởi nghiệp thì em có tìm tòi để em học hỏi không? Dạ có thầy. Thì từ lúc em nó có cái tư duy mà hồi trước lúc em còn sinh viên đó, rồi em đã tìm sách này sách kia em đọc. Sách này cái khóa học, thật sự là khóa học thì em không có học. Khóa học mà ra em may mắn một cái là khi mà em buông ra em làm một cái công ty riêng của mình thì em tìm được thầy. Và em thấy học ở thầy là thấy đủ quá rồi, nên em cũng chẳng cần đi học ở đâu nữa. Và cứ ào sâu vô cái học. Cái cơ duyên nào mà bạn biết mình vậy? Chắc là cũng vô tình thôi. Tức là khi mà em ngừng cái công việc cũ rồi thì em mới lang thang ở trên mạng thôi. Lang thang trên mạng thì em thấy được người ta cái dòng mà nói là em tâm đắc đó là khởi nghiệp từ tay trắng đó. Em tâm đắc cái này tại em đi kiếm này lâu mà. Và em cũng rất là suy nghĩ về nó, thì em tìm hiểu nó và em mới tìm hiểu về thầy, rồi xong rồi em mới đăng ký đi khóa học. Và thế là đi học từ đó tới đến giờ. Bạn Tịnh, bạn nói một chút xíu về cái khát khao, cái ước mơ sắp tới cái công ty bạn 3 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa nó sẽ là như thế nào? Hiện tại bây giờ công ty nó nhỏ, thì hiện tại cái mục tiêu ban đầu bây giờ của em á, là công ty nó phải phát triển lên được 1 năm nó phải được khoảng mấy chục căn. Xây được mấy chục căn nhà đấy. Còn cái mục tiêu cao hơn nữa thì em đang nhắm đến mục tiêu là mình sẽ là những đơn vị thầu uy tín của Việt Nam mình. Sẽ có những cái tên tuổi mà có thể người ta nhắc đến, người ta biết mình. Đó. Thì có thể mình sẽ đứng vào hạng ngũ của những đội thầu thi công lớn ở Việt Nam, và có thể dùng những cái lợi thế này mình sẽ đánh ra ngoài thị trường thế giới. Như là có những người bây giờ đang là xuất khẩu kiến trúc ra nước ngoài. Bắt đầu xuất khẩu kiến trúc ra nước ngoài, tức là đưa cái nền kiến trúc của Việt Nam mà giờ bắt đầu đi qua các nước lân cận như là Myanmar hay là Lào, Campuchia đó. Thì mình cũng mong muốn một điều là mình sẽ
đưa cái thầu xây dựng của mình, công nghệ xây dựng của mình, cái tâm xây dựng của mình qua các cái nước khác để giúp họ phát triển lên, phát triển cái ngành xây dựng lên. Rất là tuyệt vời. Vừa rồi là chúng ta có mười mấy phút đúng không? Chúng ta trao đổi và nói chuyện với bạn kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thịnh, giám đốc của công ty xây dựng Itamco. Thì các bạn đã có thông tin rồi, các bạn có thể liên hệ với bạn Thịnh để các bạn trao đổi nó sâu hơn, hoặc là các bạn có nhu cầu về xây nhà, tư vấn nhà thì các bạn cứ liên hệ với bạn Thịnh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã theo dõi cái buổi nói chuyện hôm nay và các bạn làm quen được với một bạn đã có kiến trúc sư nhưng mà cái máu kinh doanh nó ở vào trong máu rồi. Đây là một điều rất là tuyệt vời. Và các bạn nhớ đăng ký cái nút ở bên dưới để các bạn còn xem rất là nhiều những cái câu chuyện rất là hay, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Chào các bạn.